Vệ sĩ của Messi chạy nhanh hơn cả Mbappé. Kể từ khi gia nhập Inter Miami, siêu sao Lionel Messi đã được đội bóng thuê riêng một vệ sĩ cá nhân là Isai Chukwu. Theo truyền thông Anh, Isai nhận được mức đãi ngộ lên tới 3 triệu đô la Mỹ, 75 tỷ mỗi năm. Bản thân Isai cho thấy xứng đáng với mức lương này. Ở trận đấu giữa Inter Miami và Sporting KC vào hôm 14 tháng 4, một fan cuồng đã bất ngờ trèo vào sân, chạy về phía Messi. Ngay lập tức, Isai lao vào sân, ôm hông anh này và kéo ra xa khỏi ngôi sao người Argentina. Vài giây sau, lực lượng an ninh mới có mặt. Fan được một phen trầm trồ bởi loạt hành động nhanh gọn đến từ Isai. Anh ấy chạy nhanh hơn cả một vận động viên điền kinh, một người bình luận. Vệ sĩ của Messi thật đáng đồng tiền bát gạo, tài khoản khác cho hay. Messi nhận được sức hút lớn kể từ khi chuyển đến Inter Miami. Vì thế, không ít lần fan đã vào sân trái phép để được tiếp xúc gần với siêu sao người Argentina. Phần lớn những tình huống này, Isai đều giải quyết thành công. Siêu sao Messi khởi đầu mùa giải 2024 đầy hứa hẹn với Inter Miami bằng việc ghi 3 bàn, một kiến tạo sau 3 trận. Tuy nhiên, chấn thương khiến nhà vô địch World Cup 2022 vắng mặt ở 4 trận tiếp theo. Khi trở lại, Messi cũng không thể giúp Inter Miami vượt qua Monterrey tại tứ kết giải vô địch các câu lạc bộ CONCACAF. Dù vậy, ở trận đấu vừa qua với Sporting KC ở MLS, Messi đã bỏ túi một bàn, một kiến tạo giúp đội nhà thắng với tỷ số 3-2.